Nam đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên mang biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Trước đó, vào tối ngày 19 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay quốc tế Nội Bài, hành khách có kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 và được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu vực cách ly tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Do có yếu tố dịch tễ là hành khách trở về từ Anh Quốc, Bệnh viện 108 đã hai lần tiến hành giải trình tự bộ gen SARS-CoV-2 trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới. Kết quả cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron B11529. Đây là trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam và đã được cách ly kịp thời ngay sau khi nhập cảnh. Đang diễn biến với số ca nhiễm lên đến khoảng 2.000 ca. Lực lượng y tế hạn chế dẫn đến hệ thống y tế tại tuyến cơ sở bị quá tải một cách trầm trọng. Điều này cũng đòi hỏi sự quan tâm và chia sẻ hơn nữa với cơ sở để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Dù tới nay đã hơn một tuần kể từ ngày phát hiện nhiễm COVID-19, nhưng anh Nam vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ phường và y tế địa phương. Dù đã thông báo với phường, nhưng đến nay anh Nam vẫn đang trong danh sách chờ. Để hỏi xem biện pháp xử lý thuốc thang như thế nào hoặc là xử lý làm sao, nhưng họ không đưa một cái thông tin nào cụ thể cả. Họ chỉ nói rằng là nếu mà sốt thì uống giảm sốt, đau thì uống giảm đau, còn không nói mình sẽ dùng thuốc gì hay là xử lý ra làm sao. Theo chính quyền sở tại, với hơn 500 F0, trong đó có hơn 200 F0 điều trị tại nhà, 30 F0 được chăm sóc tại khu thu dung của phường, chưa kể có đến hàng ngàn F1 đã dẫn tới sự quá tải của hệ thống y tế cơ sở. Tại trạm y tế phường, chỉ với 6 nhân lực chính, hiện đã được bổ sung thêm 4 người, cùng với việc bố trí thêm trạm y tế lưu động. Nhưng dù có làm ngày, làm đêm, công việc cũng không xuể. Do vậy, đã dẫn tới trường hợp F0 bị bỏ quên như trường hợp của anh Nam. Lực lượng y tế cơ sở hiện nay của trạm y tế rất là mỏng, không thể thực hiện đầy đủ các cái nhiệm vụ theo phân công phân cấp của lực lượng y tế được. Do đó cần phải có cái sự hỗ trợ và vào cuộc và thực hiện một cách quyết liệt các cái biện pháp liên quan đến công tác hỗ trợ và hướng dẫn người cách ly. Và đặc biệt là tôi cho rằng là cần phải có cái sự sắp xếp và theo dõi một cách khoa học để tránh cái trường hợp có các cái F0 mà không được cái hỗ trợ và thông tin kịp thời trong quá trình chữa bệnh. Trước đó, đã có trường hợp F0 không nhận được bất cứ sự quan tâm hay giám sát nào xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Đây là trường hợp 4 F0 tại chung cư HH3A Linh Đàm khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Dù đã liên hệ với chính quyền, nhưng địa phương không có động thái đưa đi thăm khám, cách ly hoặc hướng dẫn về y tế. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo phường Hoàng Liệt thẳng thắn thừa nhận việc F0 chưa liên hệ được với chính quyền hoặc ngành y tế cũng xuất phát từ việc hệ thống y tế bị quá tải, khi đây là phường có số dân đông nhất tại Hà Nội với 90.000 nhân khẩu. Vì vậy mà cái câu chuyện chúng ta đây là lực lượng thực tế tại địa bàn là rất là mỏng, nhân viên y tế thì có bệnh, đôi lúc mà phải thực hiện nhiệm vụ kép rất là nhiều, vừa thực hiện là gì phòng chống dịch, xử lý dịch bệnh, vừa phải thực hiện chiến dịch tiêm chủng, vừa phải thực hiện nhiều cùng đồng lúc là gì cả các chiến dịch khác. Việc F0 chưa nhận được sự quan tâm kịp thời của ngành y tế hoặc chính quyền sở tại cũng có nhiều nguyên nhân như người dân tự đi xét nghiệm, dù cho kết quả dương tính nhưng cơ sở y tế chưa xác nhận nên chính quyền gặp khó trong việc quản lý, phát thuốc hoặc điều tra dịch tễ. Chúng ta cứ dựa vào PCR mới chẩn đoán ca bệnh thì nó rất là phức tạp, bởi vì cái đó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Với một cái cơ mẫu lớn như hiện nay thì nó sẽ quá tải, mà chúng ta phải tăng cường chấp nhận cái kết quả của xét nghiệm nhanh, của test nhanh, để làm sao đấy cứ nghi ngờ test nhanh là dương tính là chúng ta cách ly và đưa vào cái lộ trình điều trị. Hà Nội đang có hơn 14.000 F0 được theo dõi sức khỏe tại nhà trên cả 30 quận huyện. Con số này cũng chỉ mang tính chất tương đối vì có nhiều người tự xét nghiệm. Do vậy, để có thể quản lý và chăm sóc F0 một cách tốt nhất, thì việc tăng cường thêm cho lực lượng y tế tuyến cơ sở, hỗ trợ chính quyền sở tại trong việc điều tra dịch tễ sẽ tránh được tình trạng F0 bị bỏ lại phía sau. Ngay từ thời điểm Hà Nội chưa ghi nhận ca nhiễm mang biến thể Omicron, cả 30 quận huyện của thủ đô đều đã xây dựng kịch bản ứng phó với số ca nhiễm tăng cao, cũng như đưa ra những cảnh báo về sự nguy hiểm của biến chủng này. Với cái tình hình dịch, rất là diễn biến rất là khó dự đoán và khó lường,
Thế thì để thích ứng linh hoạt trong điều kiện mới thì rất nhiều địa phương có những cái cách thức làm hay, phải học hỏi nhưng mà riêng để tránh cái tâm lý chủ quan. Dù tại thủ đô chưa xuất hiện biến chủng mới, nhưng thông tin về Omicron cũng là sự quan tâm của các cử tri đặt ra đối với ngành y tế, trong đó đặc biệt quan tâm tới năng lực của ngành y tế, có các kịch bản ứng phó cụ thể ra sao. Trả lời câu hỏi này, lãnh đạo Sở Y tế nhận định, ngoài việc dự báo các ca nhiễm tăng cao, sự xâm nhập của biến chủng mới cũng đã được thủ đô tính toán tới. Người nhập cảnh vào Việt Nam là điều kiện thuận lợi để có thể xâm nhập các biến chủng mới. Và với cái khí hậu, thời tiết, khí hậu mùa đông xuân cũng là điều kiện thuận lợi để cho virus phát triển. Dự báo như vậy thì chúng tôi cũng thấy rằng là rất là phức tạp, diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên thì chúng ta nhận định rằng là nếu chúng ta quyết tâm, tập trung, có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với cái sự đồng thuận và chấp hành nghiêm túc các công tác phòng chống dịch của người dân trên địa bàn thì Hà Nội vẫn cơ bản kiểm soát chủ động được dịch bệnh. Không chỉ có vậy, người đứng đầu chính quyền thủ đô là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cũng đã trích dẫn các nghiên cứu của ngành y học thế giới khi nhận định biến chủng Omicron được đánh giá với tốc độ lây lan nhiều hơn biến chủng Delta nhiều lần. Trong bối cảnh thích ứng linh hoạt của Việt Nam với thế giới và sự giao lưu mở cửa của thủ đô với cả nước thì việc xuất hiện biến chủng mới là những tính toán đã được dự liệu, đồng thời đưa ra các giải pháp để ứng phó. Là chúng tôi cũng đã chủ động ra này. Là bây giờ chả biết nào, hôm gần nhất đây này, ASEAN mình có hết rồi, Đông Bắc Á có rồi, gần đây nhất là Campuchia rồi. Thì coi như là chúng ta có thì qua lại biên giới bà con các thứ này kia. Thế nên là đây, thành phố cũng đã chỉ đạo y tế là này, hai tuần nay này, là những mấy cái đối tượng mà có nguy cơ từ nhập cảnh đó, thì ít nhất mình chỉ lấy được một số cái mẫu mà cảm nhận được là nguy, đánh giá là nguy cơ. Thì bây giờ nó phải phức tạp hơn là phải giải cái trình tự gen, phải nhờ cả trung ương để phối hợp rất chặt đến địa bàn để xem là nếu có bất cứ một cái ca nào có dấu hiệu như thế này là chúng ta cũng lại chuyển cả cái giải pháp biện pháp tăng cường luôn. Trong kế hoạch ứng phó với biến chủng mới Omicron được thành phố ban hành vào ngày hôm qua đã đưa ra yêu cầu hành khách đến từ quốc gia đang có sự xuất hiện của biến chủng này phải cách ly tập trung, kể cả đã tiêm vaccine hoặc từng mắc COVID-19. Tuy nhiên, một ngày sau khi yêu cầu cách ly tập trung người đến từ quốc gia có chủng Omicron, Hà Nội đã ban hành quy định mới cho phép hành khách nhập cảnh cách ly tại nhà 3 hoặc 7 ngày. Hà Nội cũng đặt ra phương án khi phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Đầu tiên sẽ tập trung truy vết, tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để xử lý dập dịch, cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến thể Omicron, thành phố sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng. Thưa quý vị, để phục vụ đi lại bằng đường hàng không của người dân trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định nới lỏng hơn việc kiểm soát y tế, đồng thời cho phép các hãng hàng không tăng tần suất bay. Theo đó, hàng không sẽ tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa từ ngày mai 29 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2022. Cụ thể, đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên 25 chuyến khứ hồi một ngày giai đoạn 29 tháng 12 năm 2021 đến 18 tháng 1 năm 2022 và 52 chuyến khứ hồi một ngày từ 19 tháng 1 năm 2022 đến 16 tháng 2 năm 2022. Tương tự, các chặng bay khác từ Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng tăng tương ứng 20 đến 27 chuyến khứ hồi một ngày. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng tăng 20 chuyến khứ hồi một ngày cả hai giai đoạn. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng - Nghệ An - Thanh Hóa tăng đến 14 chuyến khứ hồi một ngày. Các đường bay khác tăng 9 chuyến khứ hồi một ngày trên một đường bay. Chúng tôi đã có kế hoạch là ít nhất phải đảm bảo cái năng lực vận chuyển đáp ứng được nhu cầu đi lại như Tết đầu năm 2021. Ngoài cho phép tăng tần suất bay, Bộ Giao thông Vận tải cũng nới lỏng hơn việc kiểm soát y tế. Theo đó, chỉ yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ với hành khách cư trú, lưu trú tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa. Đặc biệt, hành khách bay từ Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ sẽ không cần xét nghiệm âm tính trong 72 giờ trước khi đi máy bay như trước đây. Đến nay, các hãng hàng không nội địa đã sẵn sàng phục vụ đi lại của người dân dịp Tết với tiêu chí an toàn nhất trong kiểm soát dịch bệnh. Tất cả những công việc liên quan, kể cả đảm bảo cơ sở hạ tầng chống tắc nghẽn, rồi là đảm bảo các chuyến bay
với tần suất cao nhất, an toàn thì lên tất cả các doanh nghiệp hàng không và các cái công ty làm dịch vụ liên quan đến hàng không để đều chuẩn bị mang tính chất đồng bộ. Đến thời điểm này, các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch dự kiến mở lại đường bay quốc tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Vietjet dự kiến sẽ mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế mà hãng đã khai thác trước đây đến các quốc gia khác trong khu vực, cũng như xa hơn đến Ấn Độ, Nga. Vietnam Airlines sẽ kết nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm 2022. Bamboo Airways sẽ khai thác tối đa theo tần suất được Cục Hàng không Việt Nam phân bổ và dự kiến mở rộng quy mô mạng bay quốc tế lên 40 đường trong năm 2022, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của khách hàng trong và ngoài nước. Chỉ có hàng không, nhìn lại bức tranh một năm qua của ngành du lịch Việt Nam, bên cạnh những màu xám u ám thì vẫn có những điểm sáng từ các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt bão, thích ứng linh hoạt, không chỉ duy trì mà còn có những bứt phá trong giai đoạn bình thường mới. Tận dụng thời gian ngừng đón khách, nhiều khu du lịch, điểm đến đã chỉnh trang cảnh quan, thay áo mới, tạo thêm các sản phẩm, dịch vụ mới để thu hút du khách. Ngoài ra, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng được tăng cường để đảm bảo an toàn cho du khách. Ngoài các biện pháp tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, thì chúng tôi sẽ khử khuẩn thường xuyên tại tất cả các khu vực đón khách trên các cabin cáp treo. Số lượng khách trên mỗi cabin cũng được giới hạn chỉ còn 10 người trên công suất thực tế là hơn 30 người. Nhiều biện pháp tích cực sẽ được áp dụng cùng lúc để du khách có một hành trình vui vẻ, an toàn và trọn vẹn nhất khi đặt chân tới khu lịch cho tới lúc rời khỏi Sun World Fun Spa Legend. Trong thời gian giãn cách, nhiều doanh nghiệp như tập đoàn Sun Group nhanh chóng chuyển đổi số, chuẩn hóa hệ thống quản trị bằng việc vận hành hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp thế hệ mới số 1 thế giới hiện nay. Nhiều sản phẩm theo xu hướng mới sau đại dịch được tập trung xây dựng như nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại khu khoáng nóng Quang Hanh, Quảng Ninh, khám phá thiên nhiên tại Sapa hay Phú Quốc. Các quần thể nghỉ dưỡng khép kín, đa dịch vụ của Sun Group đều được các địa phương như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Quảng Ninh lựa chọn đón khách nội địa, thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội đại dịch để làm mới chính mình, bảo trì, bảo dưỡng các công trình, tiến hành chuyển đổi số hay là đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ dẫn dắt các xu hướng mới. Những cái kinh nghiệm của doanh nghiệp rút qua 2 năm đại dịch thì chúng tôi rất là tin là doanh nghiệp sẽ vững bước và sang một cái chu kỳ kinh doanh mới và nó bền vững hơn, chất lượng hơn. Theo thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 đã tăng hơn 40% so với tháng 10 năm nay. Những tín hiệu khởi sắc ban đầu tại các địa phương cùng sự nỗ lực của toàn ngành du lịch, tiêu biểu là những chú sếu đầu đàn, linh hoạt và đầy bản lĩnh sẽ là động lực đưa du lịch Việt Nam sớm hồi phục và bứt phá trong tình hình mới. Nhà báo chứng khoán đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2021. Một số sự kiện đáng chú ý như việc hệ thống giao dịch mới tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HUSE chính thức đi vào vận hành và giải quyết hoàn toàn tình trạng nghẽn lệnh tại HUSE. Năm 2021 cũng là năm có số lượng tài khoản chứng khoán mở mới lập kỷ lục trên 1,3 triệu tài khoản, bằng một nửa số tài khoản chứng khoán từ khi thành lập thị trường đến hết năm 2020. Năm 2021 cũng là năm mà chỉ số VN Index liên tục tạo kỷ lục mới 1.200 điểm, 1.400 điểm, 1.500 điểm. Nhưng chỉ số PE thị trường hiện chỉ ở mức 17 lần, không bị tăng trưởng nóng lên đến 34 lần như giai đoạn 2007. Năm 2021, các doanh nghiệp niêm yết cũng đã huy động hơn 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu. Thị trường chứng khoán đã thực sự trở thành kênh huy động vốn chung dài hạn của doanh nghiệp, giảm dần sự phụ thuộc vào vốn tín dụng ngân hàng. Thưa quý vị, tham dự lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu trong chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dù lớn hay nhỏ, mỗi sáng kiến, ý tưởng, kinh nghiệm đều là tấm lòng, sự tâm huyết với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và đất nước. Đó là kết quả của sự tìm tòi, trăn trở, lao động hăng say của đoàn viên người lao động. Sau gần 3 tháng phát động, chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển đã nhận được hơn 250.000 sáng kiến trên nhiều lĩnh vực của các tác giả, nhóm tác giả trong cả nước, vượt hơn 300% so với mục tiêu đề ra. Tổng giá trị làm lợi gần 149.000 tỷ đồng,
Trong đó, nhiều sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng và nhiều sáng kiến bình dị, gần gũi nhưng thiết thực, hiệu quả, góp phần xử lý những bất cập hàng ngày trong sản xuất, công tác và lao động. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những tập thể và cá nhân có sáng kiến và thành tích xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh, đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của tổ chức công đoàn và đất nước trong bối cảnh vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng nhận định hoạt động đổi mới sáng tạo vẫn chưa dựa nhiều trên cơ sở nền tảng vững chắc của nghiên cứu khoa học công nghệ bài bản, hiệu quả, nhất là nghiên cứu cơ bản, công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và công đoàn các cấp tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn nữa các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu để kịp thời khuyến khích, động viên, hỗ trợ, tôn vinh những tấm gương tốt trong phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo nên sức mạnh của đất nước, sức mạnh của toàn dân tộc chúng ta. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi được biết, tiếp nối thành công của chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục nhân rộng mô hình, triển khai chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 từ tháng 9 năm 2021 đến hết năm 2023. Mong muốn chương trình sẽ tiếp nối thành công, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả, thực chất, đóng góp nhiều hơn nữa cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Trân trọng cảm ơn.